Chat. Theo một công trình nghiên cứu đáng tin cậy, hôn nhân rất dễ giết chết tình yêu. Đời mất vui khi đã vẹn câu thề mà. Trong cuộc sống chung, người ta sẽ bộc lộ hết những khuyết nhược điểm mà trước đây khi tán tỉnh nhau, người ta đã ra sức che đậy phần mình và quán mắt không nhìn thấy phần của đối phương. Vả lại, cũng không có nhiều thời gian và cơ hội để thấy. Đàn ông thường chán vợ vì những lý do nào? Nhược điểm lớn nhất của đàn bà là thói chì chiết, nói nhiều hay chê bai chồng và so sánh chồng với ông hàng xóm. Đàn bà ra đường hay ăn diện quá mức để bằng chị bằng em và để đàn ông khác ngắm, trong khi ở nhà lại quá lùi xùi vì nghĩ trước sau gì quần áo cũng không còn cần thiết. Đàn bà lúc nào cũng đòi chồng phải làm ra nhiều tiền, nhưng ăn xài thì phải trong sự kiểm soát của vợ. Tôi không thuộc loại đàn ông ác độc đi tổng kết về vợ mình bằng câu đố: con gì ăn lắm nói nhiều, mau già lâu chết miệng kêu tiền tiền. Thế nhưng thật tình thì sau 10 năm chung sống, tôi đã hơi chán một nửa của mình. Ôi, đôi mắt tròn to kia ngày nào thơ ngây nhìn tôi long lanh niềm tin yêu, đôi môi chúm chím kia ngày nào ngọt liệm trong những nụ hôn say mềm và chỉ biết thỏ thẻ những lời tình êm dịu. Tấm thân thon thả kia mới mơn mởn mượt mà gì đâu trong vòng tay tôi. Giờ đây tôi chỉ còn biết bắt chước ông nhạc sĩ Từ Huy thảng thốt kêu lên: ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi. Bởi đôi mắt tròn to ấy giờ thỉnh thoảng lại quắc lên như mắt beo cha cha cha, đôi môi chúm chím ấy thỉnh thoảng lại đốp chát từng lời với chồng và đôi khi lại có mùi hành tỏi, mắm tôm. Còn tấm thân kia nay có phần mập mạp, mốp méo nhiều rồi. Chỉ mới có một mặt con, nhưng không hiểu sao vợ tôi nỡ nào để ngoại hình xuống cấp nhanh quá. Cô ấy lại mê mải làm việc cơ quan, ngày nào về tới nhà cũng mệt đừ. Đã vậy dạo gần đây còn lãnh việc vi tính làm thêm ở nhà buổi tối. Cứ cơm nước xong là rút lên phòng ngồi vào máy. Chồng con nhà cửa chẳng buồn chăm sóc. Bảo sao tôi không chán. Mà đàn ông chán thì biết làm gì hơn chuyện đi lai rai với bạn bè. Vợ tôi không biết thì chớ, lại còn nhân đó mà đổ thừa là chính rượu chè đã làm mất hạnh phúc gia đình. Về trễ, bỏ bữa với vợ con, chẳng giúp gì được việc nhà, chẳng dạy được con học. Có trời mới dạy được trong thời buổi cải cách giáo dục xoành xoạch này. Lên giường mình mẩy miệng mồm hôi rình, chụp giật chút xíu là xong, sau đó chỉ biết lăn ra ngáy. Thực sự tôi không phải là người thích nhậu nhẹt, tửu lượng lại chẳng bằng ai. Chuyện rượu chè chẳng làm đỡ buồn được gì. May mà có Internet đã giúp tôi giải phá cơn sầu rất hiệu nghiệm bằng mấy cái game online, cũng như có thêm nhiều bạn mới qua các forum, blog. Lấy cớ đi nhậu, tôi vào tiệm net lang thang trên mạng, từ đó quen được một số bạn gái ảo. Trong đó đáng kể nhất là mắt nai buồn rầu, một phụ nữ trên 30 tuổi, cao 1m62, ngoại hình dễ nhìn, đặc biệt rất tự tin về đôi mắt đẹp. Đôi mắt ấy nay đẫm buồn vì đã chia tay chồng, giờ sống một mình, thu nhập ổn định, rất thích đọc sách, nghe nhạc, xem phim. Những thứ mà ông chồng cũ của nàng không hề quan tâm, ngày đêm chỉ chăm chăm kiếm tiền rồi cùng tam tụ ngủ, nhậu nhẹt, gái gú. Qua những cuộc chat, mắt nai cho thấy có những sở thích hết sức phù hợp với tôi, lại tỏ ra vô cùng tinh tế, đoán trước được nhiều ý nghĩ của tôi trước khi tôi xen câu nói của mình đến nàng. Nhiều khi tôi ngồi nhìn lén vợ, tự hỏi sao ngày xưa nàng cũng có khả năng đó, mà bây giờ thì ngày ấy đâu rồi. Phải chăng khi người ta bớt quan tâm đến nhau thì cũng là lúc bắt đầu mất đi sự cảm thông nhau sâu sắc. Anh đã trở thành một con người khác từ khi nào? Tôi không thể biết, chỉ biết anh thay đổi nhanh quá. Về ngoại hình thì không nói gì, vì đàn ông cỡ 30 mấy, 40, có vợ con nhà cửa nghề nghiệp ổn định, ăn uống đầy đủ, ai mà không béo tốt hẳn lên. Đáng nói là chuyện tinh thần, con người anh bỗng dưng sao thấy tầm thường quá. Không còn chịu đọc sách, thưởng thức âm nhạc, xem kịch. Phim thì chỉ chịu coi phim đánh đấm bắn giết. Tivi thì chỉ mở ra để coi bóng đá. Đi làm về chỉ biết ăn no rồi ngủ. Sáng dậy chẳng thèm tập thể dục, lật đật ăn sáng rồi đi làm. Mấy lần tôi rủ đi coi kịch Thành Lộc, anh đều kiếm cớ từ chối. Nói kịch cọt dài dòng, ngồi lâu mỏi lưng. Đi phòng trà thì chê ca sĩ bây giờ hát ẻo ợt thấy ghê. Mớ ca khúc mới nghe muốn ói. Hỏi sao không chịu đọc sách, thì nói bây giờ đâu có chuyện gì hay, toàn xét nửa mùa. Vậy thì giờ đây anh muốn là một người như thế nào?
Một gã trung niên bụng phệ tiến tới đầu hói, sống tầm thường, sáng cấp ô, đi tối cấp về, cày cuốc rồi về chuồng ăn ngủ tứ khoái cho đến hết đời. Công việc ở sở tôi cũng nhiều đâu thua gì anh. May có ô xin là bà con ở dưới quê lên rất đắc lực, nên về nhà đã có cơm nóng canh sốt. Vậy sao anh không biết dùng buổi tối và ngày nghỉ cuối tuần làm thi vị hóa cuộc sống gia đình? Sao anh ích kỷ, chỉ biết vui chơi mình anh? Công việc của tôi gắn liền với chiếc máy tính, và từ khi Yahoo nghĩ ra trò IM rồi blog 360 độ, tôi bắt đầu có nhiều bạn bè tha hồ tán gẫu suốt ngày. Lẽ dĩ nhiên tôi ngồi quay mặt ra ngoài, chiếc máy úp mặt vào trong, nên khi sếp vào phòng là tôi chỉ việc bấm nút hô biến mấy cái ô chat. 3 tháng trước đây, tôi được quen với Chim Ưng Thảo Nguyên, một người đàn ông 40 tuổi, ở vậy nuôi con từ ngày vợ bị ung thư máu chết. Anh là trưởng phòng một công ty lớn, có tầm hoạt động cả nước, công việc rất bề bộn nhưng vẫn dành thời gian chăm sóc đứa con trai 8 tuổi, mồ côi mẹ. Anh giỏi ngoại ngữ, đi đây đi đó nhiều, có chí lớn, muốn giang cánh chim bằng bay khắp núi đồi Thảo Nguyên, nên muốn tìm một phụ nữ cùng tính tình, sở thích, giúp anh nuôi dạy con cái, cho anh toàn tâm toàn ý hoàn thành ước nguyện. Chim Ưng có nhiều điểm rất phù hợp với tôi, anh thích đọc sách, nghe nhạc, xem phim, nhưng rất tiếc là có quá ít thời gian. Buổi sáng anh thích ra công viên chạy bộ, đánh cầu lông, nhưng vì phải lo cho đứa con ăn sáng rồi đi học, nên phải gác lại ý muốn riêng của mình. Chỉ mới vài tháng mà tôi có cảm giác như Chim Ưng đã hiểu biết về mình còn hơn cả ông chồng đang chung sống 10 năm. Những giờ chat liên tục kể cả buổi tối khi ông chồng tôi đi nhậu chưa về đã khiến tôi và Chim Ưng không còn muốn là bạn ảo của nhau nữa. Thế nhưng Chim Ưng lại cùng giống tôi ở chỗ anh không thích xài webcam, không muốn cho bạn bè trên mạng biết mặt thật của mình. Anh nói anh chúa ghét bọn nhóc chuyên dùng webcam để khoe hàng câu khách. Một buổi chiều mưa dầm về, lòng buồn lai láng, tôi chợt gõ: hay là mình làm bạn thật với nhau đi. Kèm theo là một cái icon thẹn thò đỏ mặt. Anh chờ giây phút này lâu lắm rồi. Anh gõ lại, kèm icon vỗ tay. Tôi chợt giật mình, nghĩ tới ông chồng mình tự khai là đã ly hôn. Còn đang băn khoăn thì Chim Ưng đã gợi ý: cà phê nhé. Anh biết một tiệm rất tuyệt, cây cảnh đẹp, nhạc tiền chiến thời băng Akai chơi với dàn high tech. Trời ơi, sao mà đúng ý tôi quá. Mấy năm rồi tôi chưa hề được chồng rủ đi uống cà phê nghe nhạc như hồi xưa nữa. Nhắc tới anh gạt phắt: anh không có thì giờ, hoặc nhăn nhó, anh mệt quá. Con gái nói có là không. Tôi chơi tiếp một cái icon thẹn thò đi kèm với cái icon suy tư băn khoăn. Chim Ưng tha thiết: cho anh một lần đi, một lần được ngắm nhìn đôi mắt nai của em. 3 năm qua anh chưa hề được có một phút riêng tư với ai. Kèm theo là icon bí xị: 3 năm có nghĩa là từ khi vợ anh chết. Tôi thương cảm quá, nhận lời. Cuộc hẹn sẽ diễn ra vào buổi sáng chủ nhật sau đó. Một quán cà phê sân vườn, cây cảnh được tuyển chọn và chăm sóc kỹ, âm nhạc thật êm dịu, hòa trong tiếng nước róc rách nhẹ nhẹ. Chim Ưng đến sớm, chọn một chiếc bàn nhỏ dưới cây sứ kế hồ nước, mặt hướng ra cổng. Lòng hồi hộp, y như cách đây hàng chục năm, lần đầu tiên đi hẹn nhau với bạn gái. Rồi mắt nai đến, đi trễ 15 phút, cho người ta phải chờ đợi, y như trong kinh mà chẳng cô gái nào đọc cũng biết. Chắc bạn đã đoán được kết cục của chuyện tình ảo này. Đôi vợ chồng gặp nhau, ai sẽ ngã ra xỉu trước? Cô vợ về mặt lý thuyết là đã chết vì bệnh ung thư máu, y như trong phim Hàn Quốc, hay anh chồng đã ly dị vì chuyên nhậu nhẹt gái gú? Nếu không xỉu thì họ sẽ phản ứng với nhau như thế nào? Ai viết được một cái kết cục hay, tôi xin mời một ly cà phê ở một tiệm rất tuyệt. 18 tháng 12 năm 2007.